Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi làm clip ra cầm. Mình sẽ cầm cái này, cầm cái cuốc này, mình sẽ bới gốc cây cổ thụ lên cho các bạn xem nhá. Cuốc cây cổ thụ lên cho các bạn xem dưới có cái gì. Các bạn đi cùng mình nhá các bạn nha. Đấy, các bạn này. Đi xe bộ. Đã lỗi trên đây là thì đây là cái gì? Gần đi mất lăng lạ thôi. Xe đi bộ. Anh cờ anh trắng đi à? Chân sau ấy. Chân chân. Làm gì chưa? Chắc tối qua ngủ quen tay cái tay chân. Chờ đi bộ. Đấy. Cầm xe là đi ra lấy trường về. Muốn xe không? Một xe đủ được. Hai chuyến. Xe ngày nữa. Ừ. Đấy các bạn, mình xem lấy dụng cụ để mình đi nhá các nhá. Chỗ con xe mày cất mẹ trên kia rồi. Này đi. Lấy đi, lười thế nhỉ? Đi. Lười thế nhỉ? Con ổn tại mày cầm lên đấy. Cầm đi, tao bảo đưa mày cầm lại không cầm cơ. Đấy các bạn ơi. Đấy, bên đây, các bạn đợi mình tí nhá. Mình sẽ lên lấy đủ con xe cho mình sẽ đèo các bạn ra đấy nha các bạn ạ. Nào cứ lên các bạn ơi. Các bạn đợi mình nhá. Hơi tối tí thông cảm các bạn nhé. Đi nha các bạn. Thế mình cho bạn này. Let's go. Đừng quên mất. Đi nhiệm vụ quá, chơi cái cuốc. Cuốc cây cổ thụ lên xem ở trong có nó cái gì gọi nhá. Let's go đi cùng mình quên mất cái cuốc. Mà lấy cho mình đi luôn. Không muộn rồi các bạn. Đi của mình các bạn, let's go. Đi của mình nha.
Cái mày biết ngay hôm qua ăn miếng xoài gì kìa. Cố ăn xoài bốn hết răng. Đầy cái làm ở đấy nghĩ ra có nhiều cây cối đến rồi các bạn ơi. Các bạn đợi mình tí nha. Đấy, cái chú này đang cắt cỏ các bạn. Đây, mình sẽ ngồi đây. Đây, mình sẽ ngồi đây các bạn nha. Cốc cây đằng sau mình đây.